Đây là cooder 80 anh em. Giờ công tác là mấy chỗ lớn là chuẩn bị vô phân, còn là giống bên kia đất máu 100%, đảo đất liên tục, đất rộng bao la nhưng mà không có làm nhiều đâu, tại đỡ đất đỡ dưỡng để cho sau này cái đất nó mạnh. Đó, nhân ương giống một năm cho một vụ thôi, không phải đánh đỡ làm đỡ bán nhiều cho mà vẫn được phải giữ đất được đó. Đó, trẻ giống bữa nào là xuất cái khu tâm sư. Phân y gì nha anh em. Đó, phân trồng chậu lớn hay chậu nhỏ cũng y gì á. Phân bò, tro, cát, đất phù sa. Nếu có sơ dừa miền Tây nhớ nhập lại càng tốt. Đó. Thấy không? Cố gắng làm y gì mà thắng nha. Ủ que là đảo qua đảo lại liên tục 4 5 lần để cho nó qua như vậy á. Oh no!